Thì xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, thì hiện tại cái video này thì Kiều sẽ chia sẻ cho cả nhà mình cách phân biệt hàng giả và hàng nhái của mỹ phẩm Hương Hương. Thì gần đây trên thị trường mỹ phẩm thì có rất là nhiều cái tình trạng xảy ra về hàng giả và hàng nhái, và đặc biệt là cái sản phẩm mà Kiều đang cầm trên tay đó là cái lò Lady Care của Linh Hương. Thì sản phẩm này là nó sẽ có công dụng là làm hồng và siêu kích vùng kính, nó cực kỳ an toàn, dùng được cho trẻ nhỏ, bầu và mẹ bỉm sữa sau sinh luôn. Nó sẽ giúp cho vùng kính của mình là trị viêm nhiễm khí hư và huyết trắng. Và đây là một cái sản phẩm mà dùng cho vùng kính, là một cái vùng mà cực kỳ nhạy cảm, cũng như là nó liên quan đến sức khỏe sinh sản của chị em phụ nữ. Thì chúng ta không nên sử dụng hàng giả và hàng nhái. Thì khi mà chúng ta sử dụng ngay những cái sản phẩm hàng giả và hàng nhái á, thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, cũng như là có tác dụng phụ nè, là bị viêm nhiễm, bị ngứa nhiều hơn rất là nhiều nè. Cho nên là chị em mình nên lựa chọn những cái đại lý uy tín, cũng như là nên lựa chọn hàng chính hãng để mà các bạn mua sử dụng nha các bạn. Thì những cái sản phẩm của Linh Hương á, loại Linh Khe này á, thì mình thấy họ đang bán trong những nhóm chợ nè, cũng như là những cái trang thương mại điện tử á, rất là số tiền rất là rẻ hơn so với là giá chính hãng rất là nhiều. Thì giá niêm yết của sản phẩm Lady Care của Linh Hương này là 285.000. Thì những cái sản phẩm hàng giả và hàng nhái á, thì nó sẽ bán là rẻ hơn phân nửa hoặc là thấp hơn rất là nhiều. Và hàng chính hãng thì 285.000 một lọ nha các bạn, và dung tích của nó là 150ml. Đây, cái lọ mà Kiều đang cầm trên tay. Và cách phân biệt cho các bạn, khi mà các bạn mua hàng chính hãng thì sản phẩm lúc nào cũng được đóng màng co rất là chắc chắn, và ở đây nó sẽ có cái hoa văn rất là đẹp, và sản phẩm rất là chắc tay, và sẽ có thêm một cái tem chính hãng 7 màu ở đây nha các bạn. Cái tem mà của hàng giả thì nó sẽ rất là nhợt nhạt luôn, và nhìn nó sẽ không có hoa văn ở phía dưới 7 màu như thế này nha. Và bên trong cái sản phẩm á, thì cái dòng chữ nè cả nhà, nó dòng chữ này nó sẽ rất là đậm luôn, đậm và nó sẽ to đều nhau. Còn đối với Linh Hương thì cái chữ nó mất một nét ngay chính giữa nè cả nhà, nó sẽ đứt một nét ngay chính giữa như thế này. Chữ Linh Hương á cả nhà nó rất là nhỏ nét và gõ, và nó không có bị bong chóc gì cả, kể cả khi mà chúng ta cào nó cũng sẽ không có bị bong chóc, nên là các bạn lưu ý nha. Và cái hàng chính hãng thì nó sẽ có thêm một cái tem chìm ở đây nữa, có tem chìm ở đây và có 4 mã rất là rõ ràng luôn, các bạn nhìn kỹ nha. Hoặc là các bạn mua hàng mà ở đây sẽ có 4 cái mã, sẽ có 4 cái mã như là cái lọ mà Kiều đang cầm đây, 4 cái mã. Đây, 4 cái mã như thế này nè các bạn. Đây, 4 cái mã như thế này thì mới đúng là chính hãng nha các bạn. Và cái chân ngay chân chỗ này nè, cái logo của nó cũng rất là sắc sảo và không thể nào mà nhái được cái logo này nha các bạn. Nó sẽ có màu phản chiếu như thế này đó. Và còn đối với hàng giả và hàng nhái thì nó sẽ có một cái màu bạc, mà nó không có một cái màu đỏ như là cái hàng chính hãng nha các bạn. Nên là các bạn mua cái hàng mà dùng để cho vệ sinh phụ nữ mà mua phải hàng giả và hàng nhái thì nó sẽ cực kỳ nguy hiểm nha, cực kỳ nguy hiểm luôn. Có thể là những bạn nào mà chưa có sinh á, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của các bạn sau này nếu như các bạn sử dụng về hàng giả và hàng nhái. Còn đối với các bạn sử dụng hàng chính hãng á, thì nó sẽ không hề có tác dụng phụ, mà nó còn giúp cho các bạn là ngăn ngừa bị viêm nhiễm, rồi nó sẽ giúp cho các bạn là làm sạch sẽ hơn, làm hồng và siêu kích cho các bạn. Tại vì sản phẩm này hoàn toàn từ thiên nhiên, mà bên trong có kèm theo một cái phiếu bảo hành 10 triệu là cam kết sản phẩm chính hãng là không có chứa chất độc hại, không ảnh hưởng đến sức khỏe, như là cái nồng độ của cái sản phẩm này á, nó phù hợp đối với người tiêu dùng. Nên là các bạn sẽ có một cái phiếu bảo hành cam kết ngay bên trong cái sản phẩm. Đây là một cái lọ mà 150ml các bạn sử dụng được 6 đến 7 tháng, rất là đậm đặc như các bạn, nó không hề lỏng và nó sẽ có một cái mùi hương rất là thơm luôn. Bạn nào muốn mua hàng các bạn có thể là inbox ngay cho Kiều qua số điện thoại 0977 761748 nha các bạn. Chào cả nhà.